Chào anh em nha, nay mình sẽ đánh giá chiếc cái thác 350i sau 11.000 km sử dụng. Thì mình đã chạy được 1 năm rồi, xem thử là những ưu và nhược điểm của chiếc này như thế nào nha. Xe ban đầu là mà sẽ không có công tắc đèn, mình phải thêm cái công tắc đèn. Mình cũng không hiểu là vì sao Honda là người ta lại bỏ cái công tắc đèn như thế này. Vì khi mà mình đi vào siêu thị á, thì cái đèn xe của mình á, nó sẽ làm cho cái của người khác nó bị chói. Nên á, mình phải tắt đèn để cho cái siêu thị á, người ta mới lấy thẻ xe được. Bởi vậy á, mình phải về mình làm thêm cái công tắc đèn, là công tắc cơ để cho nó tiện lợi. Còn anh em á, nhiều anh em thì là làm cái mạch. Thì cái mạch đó là mình phải bấm bao nhiêu giây đó mới tắt. Còn này là mình chỉ cần mình gạt qua cái là nó tắt rồi. Cái thứ hai của mình á, là mình lên cái cụm domino. Cái cụm domino này nó rút ngắn hành trình. Thì cái cụm này á, là nó sẽ giúp cho mình á, đi xa rất là thoải mái, không bị mỏi tay. Ở đây thì có một cái hộc nhỏ để mình đựng đồ cũng khá là tiện. Mình đựng kính, mình bao tay cũng được nha anh em. Phần cốp á, thì rất là rộng, mình để được áo mưa, cái nón full face của mình luôn. Đóng lại là nó không có hề mà bị cấn gì hết. Cốp này á, thì nó có một cái USB để mình sạc, nhưng mà rất là nóng nên mình không có sử dụng nó. Đèn xe zin của SH á, thì rất là tối nha. Thì anh em có thể là một á, là lên mạch tăng sáng, hai là lên cái đèn trợ sáng. Thì mình á, thì mình đã lên được cái mạch tăng sáng rồi. Nó sẽ không có rườm rà, với lại nó cũng sẽ là gọn gàng hơn. Đây là mạch tăng sáng của mình nha. Đi đêm rất là sáng luôn, không có bị chói mắt người đối diện. Xe này rất là bốc nha anh em. Vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên mình thử chiếc xe 350i lúc mới ra, và ngay sau đó là mình quyết định đổi xe 150i liền. Lúc lấy biển số xong thì mình đã chạy xe không biết mệt nghỉ, từ quận này sang quận khác, từ Tân Phú lên tới Thủ Đức 30 km, rồi quay về mà mình cũng không thấy cái quãng đường còn xa. Tới thời điểm này thì SH 350i của mình đã lăn bánh hơn 11.000 km. Mình đã gắn bó với em nó được 1 năm rồi. Em nó mang đến cho mình cái cảm giác là thích chạy xe. Tuy con số này chưa phải là quá nhiều, nhưng mình nghĩ nó tương đối đủ để mình chia sẻ nhiều hơn với anh em về những gì mình thích cũng như là ưu nhược điểm của SH 350i trong quá trình sử dụng hàng ngày. Điểm mình thích chính là khả năng vận hành. Mình dùng hai tính từ để miêu tả, đó là bốc đầm và vững chắc. Nói về cảm giác máy trước, xét về thông số trên giấy tờ thì trái tim của SH 350i là khối động cơ ESP cộng, thừa hưởng từ mẫu Honda Forza 350. Cylinder dung tích là 330cc, SOHC là mát bằng dung dịch. Đi kèm đó là hệ thống phun xăng điện tử BGM-FI. Chiếc xe công suất 29 mã lực, tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút, và moment xoắn cực đại là 32 Nm, tại vòng tua máy là 5.300 vòng trên phút. Trong thực tế, đối với mình, việc lái một chiếc SH 350i nó cho cái cảm giác vui vẻ hơn rất là nhiều trong điều kiện chạy bình thường. Vòng tua máy thì nước ga của SH 350i có thể nói là đặc trưng là gia tốc, đáp ứng nhanh và hài hòa, bốc, không có đợi trễ. Là một con xe bốc ở nước ga đặc biệt là gia tốc, tạo cảm giác êm và mượt mà không có hiện tượng giật cục. Nó cho mình cảm giác rất là đặc biệt, khác biệt. Mình bắt đầu biết phân khối lớn là gì rồi. Trong điều kiện đường phố xá đông đúc, thì giải vận tốc biến thiên từ 40 đến 60 km, ở vòng tua là 4 đến 6.000 vòng phút. Động cơ hoạt động hầu như không tỏ ra bất kỳ gượng ép nào, hay đặc biệt là rung động vận hành từ máy rất là ít, cũng như là các dao động từ mặt đường được triệt tiêu rất là tốt. Tốt đến mức mà bây giờ mình sẽ không muốn chuyển về SH 150 để mà lái nữa. Trong địa hình dốc treo leo và hiểm trở như thế này, chiếc xe mang lại cảm giác khá là chắc chắn khi xuống dốc nhờ hệ thống ABS 2 kênh. Mình rất là tự tin đi vào những con đường như thế này. Khi xuống dốc xong thì mình gặp một con dốc rất là cao. Xe đáp ứng được khả năng vận hành leo dốc rất là tốt, với khối động cơ hoạt động êm mượt không gào mà bốc hơn, thậm chí có thể nói là dư sức. Để ép xe lên vận tốc 40 thì rất là dễ dàng luôn. Nói về cảm giác lái, SH 350i cụ thể là những cái cảm giác như là lên dốc, xuống dốc và những khúc ôm cua. Thì chúng ta đang bàn về một con xe với trọng lượng là 172kg. Thêm khối lượng cơ thể của mình là 70kg nữa thì đâu đó tầm 240kg.
chiều cao yên là 805mm. Những thông số này nói lên SH350i là một chiếc xe to và nặng trong phân khúc xe EGA phân khối lớn. Khi đi phố nó lanh đầm chắc và khiến mình có cảm giác xử lý các tình huống bất ngờ, cách tự tin. Khi đi đường đông cũng giống như đi đường trường, thì mình cảm thấy rất là vững chắc và nhẹ nhàng, êm dịu. Nói đến đây thì mình đánh giá rất là cao tính khí động học của SH350i toàn phần từ đầu cho đến đuôi xe. Khả năng vận hành khá là chắc chắn nhờ trọng lượng xe nặng. Không phải vì nặng thì xe sẽ chậm. Ngược lại mang lại cảm giác điều khiển xe nhẹ nhàng và mạnh mẽ, bứt tốc. Khi chạy cho một cảm giác bám đường tốt hơn, cùng với tính khí động học của xe khiến cho một người có chiều cao khiêm tốn như mình 1m6 có thể tự tin và xử lý những tình huống bất ngờ khi đi phố. Cảm giác xe rất là lanh, nó khiến mình không cảm nhận là đang lái một con xe cao và nặng. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến việc khi mà mình đi đường trường, đi tour thì trở nên rất là bám đường và tạo cảm giác thoải mái cho một hành trình dài. Xe trở nên vô cùng là vững chãi và không hề mất đi tính linh hoạt. Nhắc đến khả năng vận hành của SH350i, không thể không nhắc đến cảm giác vào cua và tính ổn định vượt trội trên một số địa hình khó so với mặt bằng chung những con xe khác trong cùng phân khúc gần đây. Là mình đi tour Sài Gòn Đà Lạt và có những cung đường lên dốc hay xuống dốc với địa hình Đà Lạt hiểm trở. Cảm giác rất là tự tin và có phần phấn khích để chạy qua những cung đường này. Nhiều người hay nói là trọng lượng xe rất là nặng. Đó là nhược điểm, nhưng mà mình hoàn toàn nghĩ nhược điểm cũng là ưu điểm. Trong thực tế thì chẳng có ưu điểm hay hoàn toàn và chẳng có nhược điểm nào hoàn toàn. Tất cả phải có tính thời điểm và tính điều kiện cụ thể. Trọng lượng lên đến 172kg thêm người cầm lái là 240kg. Nhiều anh em nói nhược điểm là xe sát nặng. Mình thấy cách liệt kê ưu nhược điểm truyền thống như vậy khá là không thực tế. Để mà một con xe chạy ở tốc độ cao và tạo được sự thoải mái cho người cầm lái trên một hành trình dài thì đó không phải là một con xe nhẹ. Chỉ một con xe có trọng lượng nặng phù hợp nhất định mới tạo cho mình cảm giác đầm chắc và vững chãi khi chạy xe. Trong đường phố đông đúc thì con xe có thể bứt tốc lên tốc độ 100 và xuống rất là nhanh, tạo cho mình cảm giác lái rất là tự tin. Mình muốn ép xe lại vận tốc cao trong một khoảng thời gian ngắn thì khối động cơ hoạt động rất là êm mượt, không gào mà rất là bốc. Nay mình test tốc độ từ 40 lên tới 120 nha anh em. Thì từ 40 lên đến 100 thì mất tầm 8 giây. Xe lên ở tốc độ cao thì rất là êm và đầm chắc. Khi qua những cái ổ gà thì không những là nó bị lạc tay lái mà nó qua luôn cái ổ gà luôn. Những cái ổ gà này là mình không có thấy được trước á, ở vận tốc 127 luôn thì xe rất là đầm chắc luôn. Nếu mà những xe khác á thì có khả năng là mình đã té rồi. Còn bây giờ là mình sẽ test ở vận tốc 120 á, khi mà mình thắng lại 2 thắng á thì xe nó sẽ dừng như thế nào nha anh em. Nói chung là mình thấy xe dừng rất là nhanh và không hề bị chao xe hay là bị té hay là bị gì hết. Đó là điểm mình rất là thích ở chiếc SH350i này. Khi anh em chạy tốc độ 120 mà nó dừng xuống tầm 70-60 là nó đã dừng rồi. Chỉ trong vòng 2 giây thôi là nó đã xuống rồi, rất là nhanh luôn. Khi đi tour thì tốc độ 100 thì xe hoạt động rất là trơn tru, mượt mà. Đi rất là khỏe nha anh em. Ở tốc độ 130-140 thì với cái dáng ngồi của xe SH này á, thì mình phải núp gió. Và trong một hành trình dài á, thì mình không thể nào mà mình ngồi cái kiểu mà mình núp gió như vậy được. Thì mình chạy rất là mệt nha. Thì mình thấy ở tốc độ 100 á, thì nó sẽ là ổn định nhất. Đi tour á, thì xăng rơi vào tầm 27km một lít nha. Còn đi trong phố thì tầm 23km một lít. Đó là những trải nghiệm của mình sau một năm sử dụng. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Anh em có ý kiến hay gì comment dưới bên mình giúp mình nha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình để ra những video tiếp theo. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.